Ngọc Thơ Thời báo.d. Chấm Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đảng giấu nhiệm kết quả lấy phiếu tín nhiệm có phải vì không hài lòng. Ngày 19 tháng 5, AFA tiếng Việt có bài Đảng Cộng sản Việt Nam không công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm là xúc phạm đảng viên và nhân dân. AFA dẫn quan điểm của luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài cho biết, việc Đảng Cộng sản Việt Nam và ban lãnh đạo Đảng quyết định không công bố trước toàn quốc dân kết quả lấy phiếu tín nhiệm là không công khai, minh bạch và có một sự xúc phạm đối với chính các đảng viên của đảng và người dân trong cả nước. Hình ảnh bài trên AFA. Bởi vì như tôi nói, đây là công việc của cả một quốc gia, luật sư Đại nói. Vài chục triệu cử tri sẽ soi xét, xem xét, đạo đức, tư cách, nhân cách, tài năng của mỗi một quan chức, chính trị gia. Một con người thì như thế sẽ tốt hơn việc chấm điểm của 200 ông bà. Điều đó là rất rõ ràng. Người dân Việt Nam chúng ta không phải là kém thông minh và đảng Cộng sản Việt Nam hành xử như vậy là việc lấy phiếu tín nhiệm kiểu như thế mà không công bố công khai rộng rãi thì không phải là không công khai minh bạch mà còn là một sự xúc phạm đến một dân tộc quốc dân với 100 triệu người dân. Họ không chỉ coi thường 100 triệu người dân mà họ còn coi thường ngay cả 5,2 triệu đảng viên đảng Cộng sản của họ nữa. Họ không cho phép 5,2 triệu đảng viên Cộng sản đánh giá năng lực của chính những người lãnh đạo họ. Điều đó là không thể chấp nhận được trong một thế giới dân chủ như ngày hôm nay và ngay ở Việt Nam. Hình ảnh phiếu tín nhiệm đã lấy xong. Về mong muốn ném chuột không vỡ bình, luật sư Đại cho rằng việc này hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Bản thân ông Nguyễn Phú Trọng thường ví những quan chức dưới quyền của ông là chuột, là lương hay trạch. Tôi chưa thấy có một vị lãnh đạo của một đảng phái chính trị ở xứ văn minh nào trên thế giới lại ví những người đảng viên của đảng mình, những quan chức dưới quyền của mình khi mà họ được cho là mắc sai lầm hay vướng vào những vấn đề như tham nhũng, tham ô. Thì chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng là người duy nhất trên thế giới ví những đảng viên của mình như vậy. Đấy là một sự khinh thường đối với những quan chức ở dưới quyền của ông ta. Ông Đài đặt vấn đề. Bản thân ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng không có tham nhũng, không có tơ hào cái gì của người dân, của nước. Thế nhưng đó là tham nhũng về kinh tài. Còn những tham nhũng khác như tham nhũng quyền lực thì sao? Ông Trọng đã giữ quyền lực quá hai nhiệm kỳ và cha đạp lên điều lệ đảng để mà giữ quyền lực. Ông dành phần lớn thời gian chỉ để săn lùng tìm những quan chức dưới quyền tham nhũng. Nhưng trong khi đó, nhiều quan chức có vấn đề thì lại là những cánh tay phải, cánh tay trái luôn được ở bên cạnh ông. Điều này cho người dân Việt Nam thấy rõ rằng đây không phải là một cuộc chiến để chống tham nhũng mà nó chỉ là mượn danh chống tham nhũng để đấu đá tranh giành quyền lực mà thôi. Luật sư Đại còn cho rằng dưới thời của Tổng trọng, nhất là gần đây, Đảng Cộng sản ngày một lấn quyền, lấn sân sang chính quyền, nhà nước và thao túng quyền lực. Luật sư Đại nhận xét dưới thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Phan Văn Khải và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng công việc của bên chính phủ khá độc lập, họ không chịu sự chỉ đạo trực tiếp của bên trung ương đảng. đến thời kỳ mà ông Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng, công việc bên chính phủ còn độc lập một chút. song khi đó, quyền lực của ông tổng bí thư đã ngày càng cao, hình ảnh sự đe dọa đối với đối thủ của ông Trọng. đến nhiệm kỳ thứ ba ngồi ghế tổng bí thư của ông Trọng quyền lực của ông đã bao trùm lên cả nhà nước cả chính phủ và tất cả mọi công việc và gần như lúc này đảng điều khiển toàn bộ công việc dù là thủ tướng hay chủ tịch nước đều phải nghe theo sự chỉ đạo từ bên đảng bất kỳ một nhân vật nào mà phản kháng ví dụ như ông nguyễn xuân phúc thì bị cho về vườn và ngã ngựa ngay đến nay không có một đường lối hay chính sách nào mà có thể thoát ra ngoài sự chỉ đạo của ông nguyễn phú trọng cả Luật sư Đài dẫn câu nói của ông Nguyễn Phú Trọng rằng bây giờ các quan chức mà tay đã nhúng chạm thì xin hãy từ chức đi rồi bồi thường thì sẽ được tha thứ. Và nhận xét, nói như thế thì tức là quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng gần như quyền lực của một ông vua. Ông ta có quyền tha hay có quyền xử một quan chức tham nhũng tùy theo thái độ của người đó. Ông ta làm như thế là thay công việc của cơ quan công an cơ quan viện kiểm sát cũng như tòa án trong quá trình điều tra truy tố xét xử. Thực tế, ông Trọng đã tha cho nhiều quan chức, ví dụ như ông Nguyễn Văn Bình, khi làm thống đốc ngân hàng nhà nước, đã phạm nhiều lỗi lầm. Nhưng một phần là thuộc phe cánh của ông Trọng, một phần là có thể khéo ăn nói nên được ông Trọng tha cho. Mặt khác, theo AFA, hôm 18 tháng 5, một nhà quan sát chính trị ở Việt Nam giấu tên cho biết Kết quả lấy phiếu tín nhiệm ở kỳ hội nghị Trung ương 7 đã có, tuy nhiên không được loan báo ra ngoài công khai. Theo đó, tất cả đều đạt tín nhiệm từ hơn 60% trở lên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Đảng giấu nhẹm kết quả lấy phiếu tín nhiệm có phải vì không hài lòng. Vòng dây đang siết lại, liệu thủ chính có thoát Lót Gió Bớt trên trang AFA ngày 16 tháng 5 có bài bình luận chống tham nhũng, nhân văn, tình lý, liệu Phạm Minh Chính có thoát khỏi vòng vây. Theo tác giả, năm 2022, Tổng trọng bất ngờ đưa ra khái niệm chống tham nhũng, nhân văn, tình lý. Kết quả là Quốc hội và Trung ương Đảng hợp bất thường hai lần để trút phế hai phó thủ tướng và chủ tịch nước. Hình ảnh bài trên AFA. Tháng 5 này, trước kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ và kỳ họp Quốc hội lần thứ 7, tổng trọng lại hai lần nhắc đến khái niệm chống tham nhũng nhân văn tình lý, nhiều chỉ dấu cho thấy tầm ngắm nhân văn lần này đang hướng vào phạm minh chính. Tác giả đặt câu hỏi, xử lý tham nhũng nghiêm nhưng nhân văn, nhân ái, có tình có lý là xử như thế nào? ai sẽ là người được xử nhân văn khi dư luận cả nước đang phẫn uất với bản án 5 năm tù cho cô giáo Lê Thị Dung về tội chi sai nguyên tắc 45 triệu đồng trong 5 năm. Ngày 13 tháng 5, mượn diễn đàn cuộc họp tiếp xúc cử tri Hà Nội, tổng trọng đã đầy nghiến sầu cây những kẻ tham nhũng nào đó, đã cao cơ chạy làng mất biệt và có những kẻ liên quan, rồi đe nẹt, trốn cũng không được đâu. Ấy vậy rồi tổng trọng xuống giọng, hé ra tiền lệ, nếu đã vi phạm, thấy tay nhúng chàm rồi thì tốt nhất xin thôi. Đó là nhân văn, nhân ái, nhân tình, mở đường cho mà tiến bộ, đâu cứ phải cốt xử nặng. Tức là tác giả phân tích, bên cạnh những can phạm bị đưa ra tòa, sẽ có những can phạm được xử theo tình, theo giá trị nhân văn. Thật ra xử dân theo luật, xử cán bộ theo tình không phải mới, mà đã là bản chất của nhà sản. Có điều, nó mới được công khai năm 2022 như là sản phẩm sáng tạo của cái lò tổng trọng, tuyên bố nóng hổi dồn dập về công cuộc đốt lò nghiêm khắc mà nhân văn tình lý của tổng trọng và ban bệ chống tham nhũng của đảng không chỉ bộc phát nhất thời mà đã được chuẩn bị từ trước bằng nhiều bước đi tuần tự như một thế trận cờ vây dồn đối thủ không cho nó thoát. Hình ảnh vòng vây đang siết lại. Từ năm 2022, đại tá Đinh Văn Nơi được điều từ An Giang ra làm giám đốc công an Quảng Ninh vùng đất phát tích của Phạm Minh Chính, nhiều vụ án tham nhũng quan chức tay chân em út của Phạm Minh Chính, từ chủ tịch thành phố Hạ Long, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh bị khởi tố bắt giam, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch AIC, bị bản án đang bỏ trốn trong vụ vi phạm chế độ đấu thầu Bệnh viện Đồng Nai, tiếp tục bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty AIC và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Bà Nhàn và AIC đã phát triển mạnh và trúng thầu nhiều công trình quan trọng trong thời gian ông chính là bí thư Quảng Ninh. Vụ án bà Nhàn và các quan chức Quảng Ninh là đòn bức dây động rừng, đào đất dưới chân thủ tướng. Bỏ phiếu tín nhiệm là chiêu thức được tổng trọng ấp mưu, chuẩn bị từ nhiều năm trước để hạ bệ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2012 và đã từng bị phản đòn đầu điến đến mức tổng trọng phải ngẹn ngào rơi nước mắt. Tác giả nhận định trận địa truất phế chức vụ thủ tướng còn chuẩn bị sẵn phiên xử thứ hai, đó là kỳ họp quốc hội thứ bảy. Kỳ quốc hội tới sẽ tiến hành họp theo hai đợt. Đợt 1 kéo dài 17 ngày, từ 22 tháng 5 đến 10 tháng 6. Đợt 2 diễn ra trong 5 ngày, từ 19 tháng 6 đến 23 tháng 6. Chương trình nghị sự dự kiến ngay trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ năm quốc hội sẽ họp riêng để quyết định công tác nhân sự rõ ràng hơn nữa đến mức sổ sàng. Dậu chưa đổ mà bìm đã leo nhà nước cộng sản vốn rất hẹn khạn tô vẽ hình ảnh của lãnh tụ sự có mặt vị trí đứng trong hình ảnh trên báo chí qua các sự kiện quan trọng là sự thể hiện vai trò quyền lực được tuyên giáo kiểm soát nghiêm ngặt trong hội nghị giữa nhiệm kỳ phạm minh chính vẫn được giao cho đọc một báo cáo nhưng trên trang tin thông tấn xã việt nam và các tờ báo khác không có hình ảnh cận cảnh của phạm minh chính trong khi đó hầu hết các báo đăng long trọng hình tam trụ Nguyễn Phú Trọng, Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ. Thậm chí có một báo còn đăng cả hình ảnh tam trụ cộng một, đó là Nguyễn Văn Nên, như một dự báo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Vòng vây đang siết lại, liệu thủ chính có thoát? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d